thoát ra, và tôi không biết đây là thật hay mơ. Dường như niềm vui đang đến ngập tràn quanh đây. Nơi đây bao năm một mình tôi thôi, biết nói với ai trong niềm đơn côi, nên giờ đây được đắm chìm trong mộng mơ. Và cho giây phút lần đầu tiên đón chờ sẽ đầy màu sắc và lung linh, cho giây phút lần đầu và mãi mãi cùng nhịp mưa hát tròn niềm vui. Có thể là vì hồi hộp hoặc lo lắng, nhưng tôi cảm nhận từ nắng gió. Cho giây phút lần đầu tiên đón chờ em đã đúng. Thì thật sự đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị với Trâm, bởi vì hát thì mình hát nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình lồng tiếng phim. Một niềm vinh dự rất là lớn khi mà được tham gia bộ phim này và được lồng tiếng hát của mình cho cô chị gái Elsa. Nó cũng lạ lạ, nó cũng ngộ ngộ. Và phải nói là ngồi trong rạp mà cảm thấy rất là hồi hộp khi mà đến lượt phần mình hát, rất là khó tả. Và họ hát hay như là bản gốc ở Hollywood vậy. Riêng cái phiên bản lồng phim này là Trai thật sự là thấy nó quá hay. Đặc biệt là Trang rất là thích nhân vật mà của Thái Hòa lồng tiếng, rất là vui. Quá là hợp vai. Nếu mà các bạn không tin thì các bạn thử xem đi, để các bạn có thấy được là cái tính cách anh Thái Hòa hoàn toàn là phù hợp với lại Olaf, không ai khác ngoài anh đâu. Cảm thấy thật là tuyệt vời và không thất vọng. Sau khi xem xong bản lồng tiếng thì em đánh giá đây là 10 trên 10 luôn. Tôi sẽ cho nó là 11 trên 10. Nếu mà là cho 9 điểm mà sợ ngồi ít là phải 10 điểm mà là 10 cộng. Đây chắc chắn là bộ phim mà mọi người nên xem vào dịp Giáng sinh này. Mà nếu đã đi xem phim này thì phải xem cho bằng được bản lồng tiếng Việt. Không thể nào bỏ qua được. Động mà Megastar nên thường xuyên tổ chức hơn nữa, giúp cho các bé được hòa mình vào nhân vật của trong phim, cũng như là giúp cho các bé rất là yêu thích các bộ phim hoạt hình. Tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh là vui vẻ và an lành đi với Olaf nhé. Chúc mọi người một Giáng sinh thật vui vẻ và an lành. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.